Không, nhưng mà nếu cho mình chạy motor, chạy mình motor dưới chậu đúng không? Đó, motor dưới thôi. Motor chạy mình motor dưới là mình quay. Đó. Rồi máy. Máy trộn. Motor dưới chạy xích. Xích chưa? Mình quay chưa? Máy trộn một bẻ 15 đến 20 cân nha. 20-25 cân. Một motor này, hai motor chạy bằng hai motor, đúng tần. Bền, hai chuyển tải, xích chạy chắc chứ, khỏe chứ. Người ta đi mấy cày, nặng cái tần. Phần này chuộng một mẻ này 30-35 cân nhá. Đường kính 50 phần này. Chuộng sâu là 30 này. Lô bằng chất liệu bằng inox nhá, rất dày dặn nhá. Sâu 30 phần này. Nó còn 100% chất liệu inox. Mọi người mọi người mua hàng có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0934-6822 0904-432-11. Website của mình là thoanghoa.com, địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa nhé.